Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của TNC Channel. Và chúng ta đã quay trở lại trong số bảng công nghệ. Rất xin lỗi về việc là chúng ta đang thiếu hụt số bảng công nghệ trong tuần trước. Thật ra là mọi người nhìn mình này là mọi người cũng biết lý do vì sao chúng ta thiếu hụt số kiểu bảng công nghệ ở đấy. Nhưng không sao, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là cực kỳ hot. Đó chính là liên quan đến cả đồ họa. Và thôi, chúng ta vào luôn câu hỏi đầu tiên nhỉ. Nào, câu hỏi của bạn Nghĩa giấu tên RTX 4060 Ti có 16GB RAM thì anh đánh giá sao về hiệu quả thực tế? Theo mình thì RTX 4060 Ti bản 8GB VRAM bị rất nhiều người dùng phàn nàn về việc là hiệu năng không thực sự vượt trội và 8GB VRAM là quá ít. NVIDIA thì nổi tiếng với việc là chiều ý người dùng, thế nên là chúng ta sẽ có GPU hiệu năng vẫn thế nhưng VRAM được tăng thẳng lên 16GB VRAM. Nghe thấy có vẻ hơi buồn nhỉ? Thì điều này sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là thừa VRAM và hiệu năng tăng lên không đáng kể. Một số tựa game các bạn chơi chỉ có nhu cầu là lấy 8GB VRAM thôi. Việc GPU của chúng ta có 8GB VRAM hay 16GB VRAM thì kết quả vẫn chỉ xài 8GB và chúng ta thừa ra 8GB. Hay đơn giản một chút đi, việc chúng ta thiếu hụt đi một xíu VRAM thì sẽ không làm cho các tựa game ngừng hoạt động. Nhưng nếu GPU của chúng ta mạnh hơn thì chắc chắn FPS của chúng ta sẽ cao hơn. Tất nhiên là nhiều VRAM còn phục vụ cho những cái nhu cầu khác. Ví dụ như mọi người chơi game ở độ phân giải cao chẳng hạn, 16GB RAM là phải ngon hơn cả RTX 4070 Ti rồi. Nhưng RTX 4060 Ti đâu có thể chơi game trên độ phân giải 4K với cái setting cao đâu. Thay vào đó thì nghĩ rằng là nhiều VRAM nó sẽ có một ích lợi rất nhiều với những người thường xuyên làm việc, những người thường xuyên render video bằng GPU hoặc là render bất cứ một yếu tố nào đấy bằng GPU thì VRAM nhiều thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn đối với game thủ thì mình nghĩ là tối ưu nhất mọi người có thể sử dụng những cái phiên bản như là RTX 4060 Ti 8GB VRAM hoặc cố thẳng lên là RTX 4070 để chúng ta có thể chơi game. Câu hỏi số 2 của bạn, Quang Linh Vlog 2.0. Tại sao các nhà sản xuất không cho nhiều VRAM và card đồ họa cho thoải mái? Làm thế thì để chơi game tốt hơn. Vậy thì làm thế nào để có thể biết được VRAM tối đa bao nhiêu? Khi mà chúng ta nhìn ở VRAM, đó, tên đầy đủ là gì? GDDR, Graphic Double Data Rate. Và khi mà chúng ta nhìn vào đấy, Data Rate đúng không? Chúng ta sẽ nhắc đến chip nhớ. Chip nhớ của những cái trên card đồ họa sẽ là 16 bit. Double data rate chúng ta sẽ nhân đôi lên là 16 x 2 là 32. Dạy làm toán hơi kém một tí, giống một streamer ở đấy. Thì dựa theo thêm các bit bộ nhớ nữa, mình sẽ lấy ví dụ là RTX 4060 Ti với bit bộ nhớ là 128 bit thì sẽ có công thức là 128/32 và chúng ta sẽ bằng 4, tức là chúng ta sẽ có 4 slot chip nhớ. Qua đấy thì mỗi một chip nhớ ở đây sẽ tương ứng với 1GB VRAM, 2GB VRAM và 4GB VRAM. Cứ thế chúng ta nhân lên thì với RTX 4060 Ti với bit bộ nhớ là 128 bit, 4 slot VRAM thì sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là 8GB VRAM và một phiên bản là 16GB VRAM. Còn để chúng ta có thể tính ra những mẫu card đồ họa khác thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng công thức này để có thể tính ra được cái hiệu quả nhé. Tất nhiên thì đây sẽ đúng với là bộ nhớ GDDR, còn với bộ nhớ HBM2 thì câu chuyện này nó sẽ khác nhé. Với câu hỏi cuối cùng của bạn Anh Thư, đây là một câu hỏi mình thấy là nhiều người cũng đã từng thắc mắc là tại sao nhà sản xuất không mang card đồ họa ở trên PC vào laptop để có hiệu năng tốt hơn. Cực kỳ thực tế, mang vào cái hiệu năng chơi game kiểu ấn tượng hơn hẳn, rõ ràng đúng không? Thôi, mình sẽ trả lời chuẩn chỉ nhé. Card đồ họa ở trên laptop và card đồ họa ở trên desktop, mọi người có thể thấy được một điều giống nhau, đó chính là cái tên RTX 4060 laptop có, desktop cũng có, 4080 cũng tương tự như vậy, laptop có và desktop cũng có. Thì những cái tên đây nó không phải phản ánh liên quan đến cái mặt là hai sản phẩm đấy nó sẽ giống nhau, mà ở đây có một cái lý do đặt tên giống nhau là để phân cấp sản phẩm dễ hơn, để giúp cho người dùng có thể dễ dàng hình dung về sản phẩm họ chuẩn bị mua. Ví dụ như 4060 là một sản phẩm tập trung ở trên desktop thì với laptop cũng sẽ tương tự. 4080 là một sản phẩm cao cấp thì ở trên laptop nó cũng là một sản phẩm cao cấp. Cái tên mà giống kiểu là Louis Vuitton này, hay là nhắc đến thôi là thấy cao cấp rồi, hay là Louis Vui Tươi thì nghĩ ngay là để kiểu đồ đến từ Shopee hay chợ xanh. Card đồ họa ở trên desktop thì mọi người thấy được rằng là chúng ta có cổng cấp nguồn rất lớn, cái mức độ tiêu thụ điện thậm chí bằng cả một mẫu laptop luôn. Và vì thế hệ thống tản nhiệt theo kèm thường khá to để có thể làm mát được cái GPU đấy. Còn với laptop chúng ta cần gì? Sự ưu tiên mỏng nhẹ và hạn chế liên quan đến việc cung cấp điện. Thì
những cái dòng GPU được thiết kế riêng cho laptop sẽ là những cái dòng GPU tiết kiệm điện với hiệu năng thơm một xíu. Đấy, đây là một cách giải thích nha. Mình nghĩ là dễ và đơn giản nhất. Và nếu như mọi người có những cái câu hỏi liên quan đến số 3 công nghệ thì đừng quên để lại ở ngay dưới mục bình luận video để chúng ta cùng nhau thảo luận. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau.